Anh Tuấn ơi, em là nữ 30 tuổi, single mom, hiện tại có một bạn nam 23 tuổi theo đuổi. Độ tuổi có sự chênh lệch như vậy, liệu bạn nó có sự chín chắn trong mối quan hệ tình cảm không ạ? Làm sao để nhận biết người ta có thật lòng với mình hay là chỉ dạng xài đỡ mùa mưa? Thứ nhất là cái việc chênh lệch tuổi 7 tuổi không có gì đáng lo. Tuy nhiên tuổi 23 đàn ông là tuổi chưa trưởng thành. Anh không chê các bạn, con anh nó 22 tuổi, okay, thằng trai lớn của anh nó 22 tuổi. Tuy nhiên họ chưa trưởng thành đủ để có thể đến với hôn nhân, và cái điều này không có nghĩa chắc chắn 100%, không phải tất cả các bạn trẻ đều vậy, nhưng mà đại đa số là vậy. Và tại sao nó là vậy? Lộ trình con người vậy, nhưng mà có những người xuất chúng thì có thể khác. Tuy nhiên là mình đang nói tới sẵn sàng đến hôn nhân thôi, còn cảm giác yêu ở cái tuổi đó nó chưa có định này, họ vẫn có cái cảm giác yêu thời đó, nhưng mà để ra cái yêu và sự trưởng thành để rồi đến với hôn nhân, trách nhiệm và sự sẵn sàng, nó là cả một cái quá trình còn dài với cái người đàn ông 23 tuổi, thường là như vậy. Ok, đó là cái nó thường xảy ra. Anh không biết chính xác ở bạn này là như thế nào, tại vì không có dữ kiện gì đáng kể, chỉ có cái độ tuổi thôi. Nhưng mà 7 tuổi chênh lệch, anh trả lời cho em từng phần, em tự quyết định nhé. 7 tuổi chênh lệch không phải là đáng lo. Tuổi 23 khả năng là sẵn sàng cao chưa? Rất thấp. Ok, làm sao để nhận biết người ta thật lòng với mình hay không? Muốn biết cái điều đó, em phải có cả một cái khối kiến thức, và em phải là một cái người phụ nữ ở trong một cái trạng thái tốt đẹp. Em nhận ra rất dễ, nếu em không nhận ra được điều đó thì em đang liều mạng á. Giống như em đi vô bãi mìn mà biết ở này phải bãi mìn không anh á, kiểu vậy đó. Nếu em chưa nhận ra được điều đó thì em không nên đến với cuộc sống tình cảm, hoặc chưa nên đến với cuộc sống tình cảm. Giống như sao biết không, em không biết gỡ bom nhưng mà em khoái cưa bom đó, đại loại vậy đó. Em khoái lấy thuốc đạn ra bán, em lấy cái bán phế liệu đó. Em nếu em không biết về nó em đừng đụng tới nó, em không có chuyên gia về mìn bom nó, đừng đụng tới nó. Tại sao biết không, chỉ cần một sơ sẩy thôi là MNKR. MNKR MNKR liên quan tới chữ bom. MNKR là má nhìn không ra đó, các bạn nào thắc mắc, má nhìn không ra. Không những má nhìn không ra mà con chó về nhà nó đánh hơi không ra luôn. Nói gì cái vụ đó mới nhớ có cái câu chuyện hài ngày xưa. Thường cái thời anh là cái thời khoảng chừng hai mấy năm trước, bạn bạn bè hay nói dốc thời đó, nó có cái vụ mà Việt Nam mình hay đi cưa phế liệu á, tức là những người đi tìm những cái phế liệu về, thì phế liệu tốt là gì, bom 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 ngày xưa mà thả xuống á, họ lượm được trái bom họ mừng lắm. Bà mẹ gặp trái bom mà mừng á, mừng tại sao biết không, cưa ra bán sát dụng rồi cái thuốc đạn ở trong kiếm được nhiều tiền lắm. Ok, thì cái câu chuyện cười là ngày xưa như thế này, là trên thế giới có cuộc thi những người dũng cảm nhất trên thế giới, thì các quốc gia tới thi gần 200 quốc gia. Sau hồi cái các quốc gia vòng loại rồi vòng giữ xe rồi vòng 1, vòng 2, vòng 3, cuối cùng ra được là hai quốc gia. Thì quốc gia thứ nhất á, là Hoa Kỳ, không biết sao cái gì có Hoa Kỳ giống kỳ á. Quốc gia thứ hai là Nhật Bản, và hai quốc gia đó là hai quốc gia đang vào vòng chung kết tay đôi. Ok, thì hai quốc gia đó ban giám khảo mới nói là ô, bây giờ là chúng ta chỉ còn hai đội vào chung kết, và bây giờ hai đội này sẽ thi triển cái mức độ dũng cảm của họ. Ok, thì tự nhiên cái đang 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 chuẩn bị công bố, là chuẩn bị nói về cái tiếng ê, giờ tôi chút xíu, cái bạn giám khảo mới nói ủa ai vậy, tôi tới trễ thông cảm chút, tại vì vác theo đồ nghề để đi thi. Cái bạn giám khảo nói anh là đại diện quốc gia nào, cái thấy hai người đàn ông ốm nhom nhất à, ốm á, à tôi tới từ Việt Nam. Ủa mấy anh tới từ Việt Nam mà sao mấy anh đi trễ vậy? Tại vì tụi tôi ở xa, với lại phải mang theo đồ nghề để chứng minh sự dũng cảm, cho nên xa quá anh thông cảm, đi tại Mỹ Việt Nam cách nhau tới nửa vòng trái đất xa nhất đó, cho nên đi lâu. Ok, bạn giám khảo nó thôi cũng được, nhưng mà bây giờ thôi bây giờ vậy, tại vì người ta đã vào vòng chung kết rồi anh mới, cho nên là nếu như mà anh cái bài trình diễn của anh, bài duy nhất là một bài thôi mà nó hơn những người này thì anh mới được thắng giải nha. Thì Việt Nam á, à ok. Thì sau đó cái người Mỹ bắt đầu thể hiện trước. Anh ta là một người cao bồi họ bắn giỏi lắm. Anh ta rút khẩu súng rulo ra, bấm nó tặng cái rớt ra, ok. Mấy viên đạn bỏ ra hết, anh ta lượm một viên lên. Anh ta bỏ vô cây rulo, đóng lại quay cái rẹt. Ngẫu nhiên mà, viên đạn ở trong 7 cái ổ đạn đó nó quay ngẫu nhiên. Để vô một cái nếu xui trúng ngay cái chỗ mà lên nòng bắn là chết luôn. Bỏ vô quay cái rẹt một cái không cần nhìn để anh đâu. Đây sự dũng cảm của cao bồi người Mỹ chúng tôi. Bấm cái rầm cái xui, viên đạn nằm nó bùm chết luôn. Cái ô ban khán giả rồi giám khảo rồi khán giả rồi vỗ tay, trời ơi, người Mỹ rồi dũng cảm quá, anh hùng quá. Người Nhật nói không ăn thua. Dạ, hay, hay à. Người một cái đầu rút ra nguyên cái kiếm bắt cái múa 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 xong rồi quay lên hứ, tức là cái người ta gọi là cái là cảm tử quân á, người Nhật á, bắt cái rẹt, anh ta hy sinh. Ban giám khảo nhìn mà sửng sốt luôn đó, tôi cũng chưa kịp chuẩn bị nữa là anh đã hy sinh ngay trước mặt chúng tôi. Anh thể hiện một cái tinh thần võ sĩ đạo samurai đẳng cấp, và đó là cái người samurai chết chứ không chịu nhục. Ở đây họ muốn chứng tỏ họ là người dũng cảm. Nhật kỳ này thắng chắc, các bạn giám khảo được
tất cả các người tham gia khán giả nói, trời ơi đây cái ông kia ông quay lên hên xui, một trong bảy nhiều khi xui xui mới chết, cũng có sáu cửa sống một cửa chết thôi, xui chết. Nhưng mà ông này là ông tự ông chứng minh cái lòng dũng cảm của ông. Nhật thắng chắc, tinh thần võ sĩ đạo người Nhật không có gì bằng. Bà giám khảo nói ồ ok kỳ này chắc Nhật thắng giải Việt Nam, nó chưa tôi 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 chưa tôi chưa thấy. Bà giám khảo nói à quên nữa, đây anh muốn thì thi triển cái gì đây, cái mấy ổng hai cái ông ống nhôm nó nói chứ chờ tôi xíu. Hai người bắt đầu mới lệ khệ vô khiêng cái thùng bự lắm, khiêng ra mở sân khấu, cái hai người bắt đầu mới mở cái thùng ra, cái bà giám khảo nhìn thấy giống trái bom này, cái hai ổng mới nói à chưa tờ tôi xíu, hai ổng mới lấy ra cái cưa cưa sắt á, cha ngồi đầu này cha ngồi đầu kéo đầu kéo mà các bạn biết thuốc đạn á mà cưa sắt á nó sập nhiệt, nhiệt mà nó gặp thuốc đạn cháy nổ nổ hoài. Ngày xưa kéo cái bà giám khảo bỏ chạy, ban khảo đấy nói ông làm cái gì mà ghê vậy, nói cái gì mà ghê, cái này tôi làm hàng ngày bình thường, không có cần giải cho, cái này là bình thường. Việt Nam được giải người dũng cảm nhất trên thế giới cái vụ cưa bom. Ok, tôi nói cho các bạn biết chuyện đó mà. Anh Tuấn ơi, khi chia tay là lỗi do người con gái và anh ta đã sớm có người mới sau 2 năm thì anh ấy cưới. Tối ngày nó trước mặt tối ngày trước một ngày tổ chức đám cưới, anh lấy điện thoại báo là ngày mai cưới rồi và khóc trong điện thoại và cứ cầm điện thoại vậy và khóc chứ không nói gì nữa. Em muốn hiểu tâm lý của anh ta như vậy là như thế nào hả anh? Cảm ơn anh. Ở anh ta cảm giác là anh ta có thể làm tổn thương em vậy thôi. Và anh ta khóc là vì anh ta cảm giác là mình đã làm một cái điều làm tổn thương người khác, mà đó là cái nỗi đau của anh ta. Có vậy thôi. Đó là hỏi cái tâm lý đàn ông, nữ hay đi hỏi tâm lý đàn ông. Đàn ông đơn giản lắm. Em cứ tưởng tượng đi, một đứa nhỏ mà nó bị đau giận, nó bị đau, nó buồn, nó tức thì nó khóc vậy thôi. Người đàn ông người ta cũng vậy thôi, tâm lý sao? Tâm lý anh ta bình thường. Tâm lý là sao? Nếu mình làm người ta tổn thương mà mình không muốn, mình cái sự hối tiếc trong cái phần mình làm người ta đau á, chứ không phải hối tiếc mối quan hệ, thì người ta khóc vì người ta cảm giác điều đó, người ta không muốn làm điều đó. Ok, đó là tâm lý của anh ta, khả năng rất cao là nó nằm ở hướng đó. Còn ngoài ra anh ta khóc là cái gì anh không biết nữa. Ok, làm sao để luôn vui vẻ vậy anh? Đó là một cái năng lực mình phải tập cho mình em. Và anh nói thật, nó nằm ở trong cái phần gọi là phát triển bản thân nhiều lắm. Nếu mà đi sâu vào nữa thì nó nằm vào trong cái phần lành lặn, tức là cái phần mà chúng ta kiểm soát cảm xúc. Đó là một cái khái niệm. Chứ kiểm soát cảm xúc nó không nói rõ cho các bạn hiểu rõ được đâu. Tuy nhiên đi theo cái hướng mà chúng ta làm chủ được cái cảm xúc của mình nắn, mình định hướng, mình sắp xếp làm sao để mình có những cái cảm xúc tích cực là chính. Và để làm được điều đó thì nó lại là cả một cái phần mình có những cái khối tư duy, mình có cả những cái khối nền tảng về sự hạnh phúc là gì, nỗi đau là gì, rồi những cái năng lực mình phải tập, rồi sau đó là cả một cái môi trường xung quanh mình nó cũng thay đổi theo. Khi mình khác đi thì những cái thứ xung quanh mình tự nhiên nó sẽ thay đổi theo. Ok, cho nên là làm sao để luôn vui vẻ vậy anh? Nó là cả một cái quá trình phát triển của con người ấy, em. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh, còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe, sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn, mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.